Lại là anh em nhà cu ấy 7040. Còn đằng sau không biết là 59 hay 79 hay là 69 đây. Đang chạy trang đất nha các bạn. Ủi này ủi thả lũ. Đồng này là vừa ăn dứt xong, bây giờ là đang chờ nước. Đấy, đã chưa? 59 70. Đây đang ủi ngược xuống. Hai con này xài dần sơ chế hết. Thì 5970. 5970 sử dụng động cơ Kubota D3002 nha các bạn. Piston 1093 máy. Nó 3002 này lớn hơn thằng M5200cc đó. Piston 109 mà. Công suất là 59.5 HP. Lớn luôn. Vậy là máy này của chú hả? Chiếc này không có cầm. Dạ. Chiếc 59 này ở đây hả đâu? Ở đây. Ở đây thì con quay được máy lên mạng bắt máy TV hay gì miền Tây TV á chú. Nói chung chú kiếm máy cài Bình Thạnh không ở Đồng Tháp á, kiếm gì nó dễ ra hơn. Cái gì? Trên YouTube á, chú gõ vô là máy cài Bình Thạnh Hồng Ngự Đồng Tháp, còn máy cài Hồng Ngự Đồng Tháp là nó cũng ra nữa. Kiếm gì thì nó dễ hơn. Máy TV hay gì? YouTube. Là trên điện thoại cái logo nó đỏ á. Còn cái tên kênh nó còn là cái tên Miền Tây TV. Máy thì bác Miền Tây TV mới lên máy này nè. Dạ. Thì cũng uy tín cái kênh đó. Cũng được cháu. Sơn Tâm á, cái dàn này của Sơn Tâm à. Cái dàn của con 59 nè, dàn sớ á. Dạ. 59 mà mang 22m21 á. Dạ. Vậy là tính mặt gam phải không chứ không phải là tính cái hộp sên. Gam á. Dạ. Mà gam bông phải không? Gam bông á. Dạ. Chiếc 7040 vậy nó cũng mặt gam nó bằng để mỗi lần cái thằng 759 này nó lấy thằng này mang thử nè. Dạ. Thấy mang được cái động có làm theo phải không? Thằng kia làm y thế như luôn. Dạ, vậy là hai dàn Sơn Tâm hết. Cái dàn thì của Sơn Tâm sách. Dạ. Cái dàn của khác cái chiếc 7040 á. Dạ. Còn cái thằng 59 thì nguyên dàn là của Sơn Tâm luôn. Thì lúc đó nó chạy thử cái dàn này nè, Sơn Tâm sách nè. Dạ. Chạy nổi nó mới biểu Sơn Tâm làm y theo cái dàn đó. Dạ. 70 là 70 Thái mà chú. Thái. Thái Việt mình phải không chứ không phải Thái Thái của nó phải không? Thái nó luôn, chính tâm rồi. Lúc đó chú mua nhiêu? 188. Của ai? Của Minh Đức à? Dạ. Nằm giọng này của Minh Đức. Cái này tính giờ phải không chú? Tính tiếng phải không? Tiếng. Mấy trăm à? Năm. Dạ. 500 cũng 2-3 năm nay rồi phải không? Đó thì cũng 500 không? Ờ vậy là tùy dùng mà. Bình con vẫn là 400. Nó hồi mùa rồi lên 500 rồi. Cái này đâu lên hồi đó giờ vậy. Dạ. Luôn. Hồi lúc mới sắm cái gì cũng 500, giờ cũng 500. Dạ. Mùa nước này mới chạy ha, sao mấy mùa kia con quay không gặp chiếc 70 này. Mùa kia là sới, sới khô hả? Dạ. Sới khô bị sới đằng này nè. Dạ, quay không được, có quay mà mùa nước đó là quay được đó. Có cả nước. Dạ. Mùa khô sới giờ xã làm vô hà thu rồi, sới dần dần vào đây.
nữa mình mới bắt nó lên. Cái này thường thường thì con về con chỉnh sửa rồi với cắt ghép được không? Không tới là chừng 2-3 ngày à. Cứ cái nào mà quay nhiều quá cái đầu nó bị dồn á thì nó hơi lâu. Khui sinh cửa đi ta hết. Khui sinh cửa qua bánh. Vậy là bên đó cũng đang chờ nước đó vô. Khui sinh cửa cho qua bánh của mau. Vậy là nguyên đồng này có mình chứ này của ông là bé không à? Ừ. Nguyên đồng của mình này có. Dạ. Có bị dưới này có chiếc 60 bánh lớn nè, 60 thái nữa. Chứ đó là mới mua hồi mua rồi chỗ cái giách trường học á, cái cô trường học đó ha. Dạ dạ thấy nó mua cũng lâu rồi mà nó ít xáo lắm. Ít chạy đó ha, bởi hàng chi thấy quá mới đi cũng dơ không à. Dạ chứ sao không cộng nó đậu ngay bốn ngay đầu cầu trước chợ đi sẹt lại đó. Thì hồi mua rồi là con quay cặp trường học luôn đó, quay đợt đó nó sẽ khô. Nó hồi đó nó mua cũng là trước ngày vài tháng. Dạ thì trong kia nó hồi đó trước kia đó trong tầng cơ nó bán gì đó. Dạ tại do ít chạy đó, chạy dùng gơm thôi. Dạ nó không có mối xớ nhiều. Nguyễn Đỉnh thì ga nó thấp hơn trong nhà nông, nhưng mà Nguyễn Đỉnh thì nó mắc hơn, nó mắc hơn trong nhà nông. Vậy cái này là chắc sớm ngày hôm qua quá hả? Mới sáng này. Dạ. Sáng này mình đợi nước thôi là dầu sớm. Sáng mới chạy được 2 tiếng tới 9 giờ nghỉ. Dạ, chờ nước. Nghỉ chờ nước mới chạy vô nó giờ chừng tiếng hồ nữa. Dạ. Vậy chú ở đâu cũng ở đây luôn hay là ở đâu? Ở cầu Kháng Chính. Dạ. Năm chín này ghê nhưng mà chạy dữ. Cái con ghê mà chú, đầu nó. Đầu nó ghê quá đó. Chạy không thua chứ phải. Dạ. Có thằng này á, không biết mấy 69 kia với 79 kia ta chạy đâu lại nó đâu. Mấy thằng này đa số là nó nặng xác. Ừ. Nó chạy không lại mấy thằng đồ áo này. Nó được cái là nó lật nó sơ khô rồi dữ lắm. Như đi lại lúng lại rồi là nó dở hơn mấy thằng này. Nó nặng xác. Nó 59 gì nó nặng hơn này. Dạ. 59 này cũng 2 tấn mấy gần 3 tấn á. Nó nặng hơn khác này. Vậy đi xuống phà. Hồi này con nhớ như là 2 tấn 90. Ừ. Xuống phà lần này nó ghiềm hơn đúng không? Ghiềm hơn, đậm hơn. Có 79 với 69 á là nó nặng 3 tấn chẳng không đó. Nặng hơn mấy thằng 6 ngàn 7 ngàn đúng không ạ? Cái này ta nói sao chín nó chín được. Dạ, nó thì nó y chang đó mà nó khác cái là công suất không à. Khác cái mà lực hơn. Dạ, mấy thằng kia thì nó 4 máy, thằng này thì 3 máy. Cái sai thấy rõ không? Rõ chứ. Đây chứ đó thì gì. Dạ. Nó cũng tương đối rõ. Có trời nắng thì khoảng chừng 100-200 mét trở lên là bắt đầu nó bị gợn gợn hình nè. Nó không rõ không? Dạ.
Thằng bảy bảy không là cái sọ nó sọ gì chú, sọ sớ á, sọ nhìn lạ lạ, sọ tinh chế hơn tinh cơ gì, tinh cơ đúng không, nhông thì nhông có tinh cơ. Dạ mùi dĩa nó nó giác cạnh chứ nó không có vuông. Thằng họng giống cái này cũng cắt gầm gỗ giống nè. Cái này đồng ngoài này xong hết rồi. Dạ. Bé không này hình như là cũng hai số sáu phải không chú? Có số à. Một số vô nó 540 hết à? 540 nó như E vậy đó hả? Nó có số sáu một đó. Nói chung là gà càng là chạy chứ không có càng chuyển chuyển số phải không? Nó có cảnh lẹ thôi. Dạ. Để không này thì con kêu hay hay kêu là lỗ mũi giữa. Cái bố e của anh á. Dạ. Yeah. Nhìn có bố e đó. Dạ, yeah. Nhìn xa xa là biết à. Mấy số không đâu có. Có nói với thằng 9540 á, 9540 mình đây đâu ai xài quá lớn rồi. Ở chứ đồng nhìn ra xa thấy cái bố e là biết phải không rồi đó. 95 hả? Dạ, 9540 chứ. Rất là dài đó ở tuốt ở trên đồng phú thì anh có một chiếc cái nặng khác quá. Dạ bự lắm mày 16 chắc chi 10 dạ giờ 95 thằng bé không này so với 6040 nếu mà nói đúng hơn là cỡ nó là lớn hơn 60 nhiều á. Bé không không dạ so với 60 với chú so ngược xuống á.
cái đít nó dần nó sát xảo hơn cái phía đít nó 600 nha xíu à. Dạ. Nó bằng 5018 à. Dạ. Cấp đó vô chổng coi chỗ nhạo đít, coi cái đít 60 với 5018 cái gian nha. Giống hệt đó ha. Ừ. Hồi này thì nó lớn hơn ha. Lớn hơn. Dạ. Người ta có ben ti ben. Dạ. Đít á. Cái xài ti ben. Vậy là không có gùa sao? Không. Ủa, con nhớ có gùa mà ta. Hai ti hai cành hai bên. Hai ti thì thấy rồi. Vậy là xài ti đẩy không à? Ti đẩy. Hồi nào như cũng bơm đôi phải không chú? Ừ. Bơm nó bơm đôi phải không? Cái bơm nhớt đó. Bơm ben á. Ừ. Trợ lực với ben như là đôi luôn. Thì hai cộng mình gắn vô luôn là. Dạ luôn. Dạ. Chứ không chế gì nó trơn mà nó có đít cái sao nó có sẵn. Sao có bốn lỗ đúng không? Ừ, gắn dây khá dặn ốc vô. Dạ. Thương chạy nước chạy ghê ha. Dạ. Mạnh đuổi cỡ nào cũng chạy. Khi đuổi gì sới luôn.